Hello chào các bạn, hiện nay Heo giới thiệu đến các bạn một trang YouTube ha. Thì cái trang này của anh mình đang làm về mảng game mobi, bắn súng và cờ liên quân này nọ ha. Anh em nào muốn trau dồi kiến thức hay là muốn giải trí này nọ thì có thể qua tham khảo và đăng ký ủng hộ cho anh mình nha. Ok, thì link mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta bấm vào đăng ký. Nhớ bấm vào quả chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nha. I'm rich. Hello everybody, welcome to Heo VKT. Thì chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Heo VKT. Thì hôm nay giới thiệu đến các bạn một cái server game Tru Tiên ha. Con này cũng không có xa lạ gì với các bạn nữa rồi. Thì bây giờ chúng ta đây có 3 lát nhân vật nè. Đó. Rồi ok, mình sẽ chọn nam đi, không chọn nữ. Bên này là nữ ha, bên này là nam. Ok, vào game. Thì cái con này là H5 nha các bạn. Đó, các bạn có thể chơi trên điện thoại Android, iOS, hay là các bạn có thể chơi trực tiếp trên PC luôn cũng được nha các bạn. Thì kênh mình ít khi nào mà đăng mấy cái này lắm, tại vì các bạn thấy đó, cái game gì đâu mà ta nói vãi thiệt chứ. Sao bấm vô đây không được? À, nó kêu bấm vô cái thẻ này ha. À đây nè, bấm vào con này mới mở được. Ok. Cái game gì mà ta nói có một con nhân vật, hai con nhân vật mà ta nói lực chiến nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, lực chiến gì mà 2 tỷ. Vãi gì chứ. Này là full cho chúng ta là VIP 20 ha. Rồi, ăn mát VIP ha. Đây thì quà đăng nhập 1 ngày. Còn đây gì ạ? Rồi sao bỏ? À ok. Cái này gì đây? Gì đâu mà quá trời quá đất. Rồi mình hướng dẫn các bạn nhập mã code ha. Rồi ok, bây giờ các bạn đây chúng ta bấm qua đây, nằm ở đây là boss. Ở chỗ nhập mã code nó nằm ở đâu quên rồi ta. Lâu lắm rồi Heo không chơi cái con game này ha. Cái con game Tru Tiên này nè. Để thấy gì đâu mà game gì mà quá trời. Đây nè, nhập mã code cho đây ha. Rồi ok. Tiếp 1. Rồi đó. VIP 2. Rồi thư nó nằm đâu? Đây thư nè. Đó, hai cái mã code nè thấy không? Quá trời vàng luôn. Cái này mã code này có Thanos ha. VIP 1, VIP 2. Cái này Pokemon gì đây không biết luôn. Rồi ăn tiếp tục mã code ha. Nãy VIP 2 rồi giờ tới VIP 3. Xong chúng ta tới VIP 4. Xong chúng ta tới VIP 5. Ê tự nhiên sao lại VIP 5 đó. Ở VIP 5. Xong chúng ta tới VIP 6. Chúng ta tới VIP 7. À VIP 7 không có, chỉ tới VIP 6 ha. Rồi coi trong hư có gì đây. Con nhân vật nữa. Mình cũng không có biết chơi cái game này cho lắm ha. Các bạn nào biết chơi thì thông cảm ha. Tại vì Heo cũng không rành về cái game này. Ít khi mà giới thiệu. Nói chung là từ lâu lắm rồi mình không có giới thiệu về cái con này ha. Tại vì gì đâu mà cái game gì mà lực chiến gì mấy tỷ, mấy ngàn tỷ luôn á chứ. Rồi đó, từ VIP 0 cho tới VIP 6 ha. Rồi chúng ta vào cái đội hình xem. Này không phải đội hình mình đâu ta? Đây. Đó, đánh boss đồ. Này hình như là 110 tỷ hả ta? Này cũng không biết đó, này số tỷ hay là 110 vạn hay là 110 ức gì đó. Giờ sao tắt cái này, đậu xanh rau muống cưng. Đẹp 5 lần. Rồi ở đây thì Heo hướng dẫn các bạn đăng ký luôn ha. Các bạn bấm vào đây. Thì ở trên này chúng ta là cái tài khoản, dưới là mật khẩu ha. Thì Heo nãy đăng ký rồi. Phải rồi, không phải admin. Đó. Nha, VIP nè, VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, VIP 6, đó là mã code nha. Rồi chúng ta vào game lại, tự nhiên lại bị dướng ở đó, không có hot ở đó ra được. Đó. Cái game mà hồi trước mình thấy cái game này nó rất là hoành hành bá đạo rồi ha. Đó, giờ lực chiến lên. Trời chơi có chút xíu mà 2, 4, 6, 8. Lên 3 tỷ mấy nào lẹ vậy trời. Tô lô thế. Trời trời. Búp cái con chó gì mà gì vậy? Cái này cái gì đây? À cái cánh, cái này cái cánh. Ngoại trang cánh, lấy cánh nào ta? Lấy cánh này đi, thích cánh dơi. Ok. Lực chiến chi mà quá trời luôn kìa các bạn. Ui rồi ôi à. Vâng, lực chiến giờ quá trời luôn rồi, không thấy số luôn rồi. Không thấy cái số ở đâu luôn rồi các bạn ơi. Vãi thì cái game. Trời ơi cái game gì đâu mà cái số nó đâu mất bà nữa rồi. Đây top 1 gì mà lực chiến gì mà. Ôi rồi ôi. Cái này là mình gọi là cái tình trạng mà lạm phát ha. Lạm phát số đây. Nhìn con Thanos hồi nãy mình mở nè các bạn. Đó, ở đây con Tề Hiên ha. Ở đây là con Thanos hồi nãy mình mở cái mã code ra nè. Mò đây là 4SR cái số đó nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Vậy là 13 là đâu à? 4 6 8 9 1 tỷ 10 tỷ 100 tỷ 3720 tỷ. Vãi tức. Ôi rồi ôi à. Vâng, ở đây chúng ta được thêm một con SSSR. Chỉ số không đọc được. Đó. Ôi giời, còn gì nữa không? Mở luôn coi cho đẹp thôi. Gì đâu mà cái số gì đâu mà trên trời dưới đất vãi thiệt chứ. Rồi cái lực chiến là bây giờ chúng ta hết thấy luôn rồi đó. Rồi trời. Thì giới thiệu đến các bạn một cái con game nó cũng hơi là ba láp một chút ha. thì tại heo cũng không có quen chơi mấy cái con game này nữa, gì đâu mà số quá trời số luôn. Còn anh em nào có chơi thì cứ bấm vào cái link ở bên dưới ha, các bạn bấm vào tải, ở dưới có cái link đó. Rồi VIP thì ở trong video mình cũng có để rồi ha, từ VIP 1 cho tới VIP 6 đó. Còn VIP của game này là full cho chúng ta là VIP 20 ha. Đó. Có thư nữa hả? Thư gì vậy? Gì mà quá trời vậy? Đâu ra vậy? Trời ơi trời. Nhận hết một lần rồi. Trời ơi quá trời vậy. Gì vậy? Chưa hết nữa hả? Trời ơi trời, má ơi. Một lần nó nhận hư kìa. Rồi hết rồi, hết rồi. Boss gì đâu mà đánh một phát một chích ngắt. Đây là mấy vị tướng hồi nãy nè. Đó. Rồi cộng lên sao lên xiết gì tùm lum hết. Lên kinh nghiệm kinh vậy. Dứt luôn chứ sợ gì mưa gió. Đó, vô một phát một. Trời ơi. Tàu lô thế. Tàu lô, tàu lô, tàu lô. Tàu lô, tàu lô. Đó, lên quá trời cấp luôn. Lên cấp mát nhanh luôn. Ôi my god. Bó tay. Cái game gì đâu mà. Rồi ăn cái này vô nữa là lên một đống lực chiến nữa. Đó, lại số lên. Bây giờ là số không biết đường đâu mà lần luôn. Ở đây là số là 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là 1 tỷ 10 tỷ 100 tỷ 1.000 tỷ rồi 10.000 tỷ vâng 16.000 tỷ rồi chưa tính ở ngoài nữa nè. Ui trời ơi. Ôi các bạn tự chơi ha, cái game thấy chóng mặt quá nhưng mà chơi thấy cũng hay, vô mình làm siêu nhân ha. Ok. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share ủng hộ Heo VKT ha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Heo ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Ủa đánh cái này ra nè. Rồi cái vậy cái chúng ta mở lên, chúng ta qua con thú. Giờ chúng ta cho nó ăn tiếp. Lại lên vài tỷ. Ôi giời ơi ạ. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Bye bye.